Rồi hôm nay chúng ta học tiếp cái câu câu lập thứ 7. Tức là vô ký trợ vô ký bằng đọc kinh tự nhiên. Chúng ta có chúng ta ba câu lập. Ta phân tích câu thứ nhất là tức là danh vô ký trợ cho danh vô ký. Giờ tiếp theo chúng ta tích về thứ hai nữa. Để cái câu mà câu lập thứ 7 thì cuối của học sinh tự nhiên ta sẽ nói là pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng đồng sinh tử nhiên. Thì chúng ta có ba phần, thứ nhất là danh vô ký trợ cho danh vô ký. Hồi này chúng ta là học rồi, bây giờ chúng ta qua tiếp là phần thứ hai. Để gì câu này nó được phân thành ba phần, cũng giống như là cái pháp thiện trợ cho pháp thiện, pháp thiện trợ pháp vô ký, rồi pháp thiện trợ cho pháp thiện vô ký. Nhưng pháp thiện cho pháp bất thiện nó nói về chuyên đề là thiện còn là vô ký, còn bất thiện còn vô ký. Rồi riêng cái này nó chỉ có còn một cái thôi, là chỉ là vô ký không thôi, tức là bắt cửa một ký trợ bắt cửa một ký mà dựa phân tích là ba lần như nữa thì cũng gì cũng là một chuyên đề đó không. Cho nên cái ngày nó là một, nhưng mà tới chúng ta tìm hiểu nó hơi rộng rãi xíu, chúng ta tìm hiểu tới ba phần. Phần thứ nhất là như vậy, phần thứ hai chúng ta có là gì, là nhân vô ký trợ cho sắc. Danh vô ký trợ cho sắc thì ta sẽ có năm nguyên là, nguyên như đây là một trong bốn pháp tưởng vô ký. Thì vậy nếu mà tâm vô ký làm trưởng, tâm vô ký và làm trưởng thì có bao nhiêu tâm? Đứng dậy quên hết rồi. Mấy? 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 Số 4. Nếu tâm vô ký làm trưởng, tâm vô ký mà làm trưởng á, bốn pháp vô ký chúng ta có dục trần tâm thẩm đúng không? Mà tâm vô ký làm trưởng thì có bao nhiêu tâm? Dục trưởng mấy, bao nhiêu? 37. Kể rồi, rồi tám đại thiện đâu đó, đâu đại đâu đó, trời ơi trời, điểm danh thiệt chứ. Về dục giới chúng ta có 8 duy pháp, đó là ta nói duy pháp dục giới hữu nhân, tức là 28 đại tố đúng không? Về đáo đại chúng ta có 9 duy pháp đáo đại đúng chưa? Tổng cộng là 17 duy pháp, duy pháp hữu nhân hiệp thế, rồi 20 tâm quả nữa, như thế nữa, bao nhiêu tầng xã hội? Mấy? 38 từ pháp cửa. Thì 37 từ pháp cửa, nghĩa như đúng là nó 38 từ pháp cửa ra. Thế đây chúng ta sẽ có năm kia là một trong bốn pháp cửa vô ký. Kia, nói riêng là gì? 37 tâm hữu vô ký nó có tâm sở hợp không? 37 tâm trưởng, 37 tâm vô ký làm trưởng đó, có tâm sở hợp không? Không nha, không nha. Cái tâm làm trưởng thì không có tâm sở hợp nha. Dục trưởng là tâm sẽ dục, cần trưởng là tâm sẽ cần, thẩm trưởng là tâm sẽ tí,
mà tâm trưởng thì chỉ có 37 tâm vô ký hữu nhân mà thôi, hay là đứng là duy tác. Duy tác thì mình là trong quả tổng lực vô ký hữu nhân. Thì đây sở duyên tâm nói vậy, đâu có bảo bảy tâm nhưng mình chưa ký đâu đó. Thế dân chưa ký trợ cho sắc mà, chứ để đây chúng ta dân chưa ký trợ sắc mà. Vì sở duyên đó là sắc tâm tử, chưa ký hay là sắc tâm, đúng là sắc tâm chưa ký. Không có danh pháp trong đó, không có danh pháp ở trong đó hết. Bởi vì chưa đệ đây là chưa ký trở nên sắc. Cho nên không có giờ có danh trong đó được. Cho nên nắm bắt cái tiêu đề là chúng ta mới từ đó chúng ta mới luận ra. Thì đây có những trường hợp như sao? Thứ nhất là vị thánh A-la-hán muốn cái đời chúng sanh, muốn cái độ người cũng yêu, nên tinh tấn du hành đến người cũng yêu. Thì cái như trường hợp của chúng ta đã thấy cái ngài Đức Phú Sa Tý hoặc là con gái con của người thợ dệt nữa, mệnh chung mà có duyên hành đạo quả, cho nên ngài tự thân đi du hành tới cái đi bộ đó. Nói ngài Đức Phú Sa Tý thì Đức Thế Tôn ngài đi bộ từ thành Sao Bắc Thi cho đến thành Quy Xá, vượt đường xa bản phú hơn một tuần trong một buổi chiều ngày đi bộ tự thông mình này ngày đi thôi. Qua trường hợp ngày thấy cái duyên lành của cô gái con của người thợ dệt đó, sẽ mệnh chung mà cô gái này nghe tôi lời dạy của ngài này, thường thường này suy nghiệm về cái niệm sự chết, mà ngày không tới tới độ thì sẽ mất như là đạo quả của cô này. Cho nên vào buổi sáng đó ngài đi bộ khoảng 30 cây số trong buổi sáng, tôi muốn kêu thì thôi 30 giờ tuần trong buổi sáng. Thì vào buổi trưa đó ngài tới độ cho cô đó chú quả vừa lâu xong thì cô ấy mới mang cụ chỉ cho cha mình. Thì lúc giờ người cha đó đang nằm ngủ, chờ con gái cô mệt quá nằm ngủ, cái nghe tiếng cửa, cái tiếng mà xô cửa đẩy vô đó, giật mình thức dậy. Khi mà đang giật mình thức dậy á, theo thói quen ông đạp cái suốt. Thì bây giờ cái suốt ở trong cái máy dệt nó bắn ra, để con gái vừa đi tới nó là xuyên tim, cô ngã xuống chết. Và nếu như không tế độ cô này thì cô này sẽ chết trước khi đạo quả có. Cho nên do mong muốn mà tế độ cái cô này cho đến cái con ngày nó vượt đường xa đi 30 vô tuần trong buổi sáng. Mà khi mà tới là hội chúng đó, Đức Thế Tôn này quan sát trong hội chúng không thấy cô gái con của người thợ dệt này. Vậy suy ngẫm là nếu như Như Lai vượt 30 tuần để tế độ cái cô thợ dệt này, nhưng mà nếu trong hôm nay đó mà cô gái con người thợ dệt không tới, Như Lai sẽ im lặng. Và khi cô vừa tới lúc đó là cái duyên lành cũng chi thiên hướng dẫn tới. Chứ tiên hướng dẫn tới cũng do là một phần, cũng do là cái nghiệp lực
là thánh đạo sẽ sinh hướng dẫn tôi đây, tức là pháp hướng dẫn tôi. Cái thực tế là trên cái đường đi đó, con nghĩ là bây giờ mình đem cái cuộn chỉ đến cho cha hay là đi nghe pháp, rồi con sẽ cố xâm nghĩ, cố suy nghĩ là ta nên đem đến cho cha đi, nếu không thôi thì cha sẽ mắng chửi, nên đưa tới xong rồi mình tới nghe pháp chúng tôi sao. Nếu mà khi mà đi vậy tự nhiên cái tâm con luôn hướng về cái, nó là tinh hướng, tinh hướng người có niềm tin thì chư thiên có trợ giúp hay không trợ giúp, Phật lực có giúp hay không giúp, do đó mình có cái niềm tin hay không có niềm tin, thì do có đang có nướng pháp như vậy á, cho nên là nương theo Phật lực và nương theo cái nghe kiến cho cái chuyện đi, nhưng mà cái đầu óc nghĩ về đến cái con thôi, cho nên cái chân nó tự nhiên nó quẹt không mà tôi quẹt rồi thì tới cái cảnh sát nhà đó, cho nên chúng ta thấy là cái trường hợp đó như vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng đó là cái này nó nằm trong đằng sau rồi, chúng ta nên nói trước đây cũng được, hoặc là vị thánh A La Hán sau khi mà xuất từ việc ra quán xét rồi muốn đi tế độ cho chúng sanh vô duyên đó, thì ngài từ cái chỗ thiền tịnh ngài đứng dậy xúc miệng rửa mặt sạch sôi, hay là tự là đứng dậy ngài lâm y như ngài Xá Lợi Phất, từ cái chỗ đang ngồi thì đã thiền việc ra đứng dậy quán xét thấy như lành của ông Buna Cá, thấy có người có niềm tin lại là có cái sự cúng dường, cho nên từ cái chỗ ngồi lấy cái tâm mà tế độ, hoặc là cái ý muốn mà tế độ cái người thầy ruộng này, cái ngày cũng vậy, lâm y xong ngày ôm bác đi tới cho đó, thì cái sự kiện ngày lâm y đi bác cho nó là cái thực hiện bằng đầu tâm mình tâm. Ở đây chúng ta sẽ nói là linh nhiên có thể là một câu cố bắt rỡ một ký, hoặc là tôi ý muốn, hoặc là tu tấn, hoặc là có trí để quan sát. Ví dụ Đức Tôn này quan sát cái duyên lành của sinh tí, hoặc duyên lành của cơ bây giờ thì nó cũng thấy rằng trí tưởng cái hạn vậy, người muốn tế độ thì được tưởng, rồi ngài tinh tấn này đi tu hành đó là tấn tưởng vân vân. Một trong năm bốn có pháp trưởng ký sở dư này là sắc tâm trưởng vô ký, cũng như là cụ thể đây là thân dự ti, cụ thể là tâm nay là chúng ta sẽ có một trường hợp thứ hai nữa là vị thánh A La Hán với tâm tế độ chúng sanh, tế độ người hữu duyên, ngài giảng lên pháp thoại là giảng pháp thoại, như trường hợp đó chúng con thấy như lành của Nát Cô Lá Bí Tú, tức là cha của Nát Cô Lá, ngoài ngài tự thân đi tới cái chú xứ của Nát Cô Lá Bí Ta Bí Tú xong rồi á, thì ông bà La Môn vừa gặp ngài xong mới ôm nói này con ơi, con bỏ cha mẹ đi biệt biệt vậy giờ mới về. Rồi trong tiền kiếp là đã từng 500 kiếp làm cha, 500 kiếp làm bác và 500 kiếp làm chú của Đức Thế Tôn. Ở trong cái quá khứ đó, một bác nói cô Lạc Đi Tú, rồi cha của nói cô Lạc
rồi kia này con mẹ con đang nhớ con về gặp mẹ con đi, mới dẫn về về tới nó gặp nó kêu bà vợ thì bà ơi con mới về tới rồi. Thì vợ của nát lá bà biết cũ là nát lá mà ta là mẹ mẹ của nát lá. Ăn bà thì có người con, người ta duy nhất tên là nát của lá. Người ta không biết tên tộc của hai ông bà này, người ta chỉ gọi tên theo lời người con, tức là cha của nát của lá hay là mẹ của nát của lá mà thôi. Thì bà La Môn này cũng ra mới gặp đứa con. Bữa này con sao con bỏ cha mẹ đi xa lâu vậy? Rồi đợi cái kiều tâm nó dâng cao rồi nó hạ xuống rồi đó. Thì bây giờ hai ông bà mới nhận thấy là này không phải. Nên theo đó cái con này mới thuyết lên pháp hội, nghe xong pháp hội cái hai ông bà chứng quả vừa không? Thì trường hợp này chúng ta cho thấy là nghĩa là vì anh là hén mới tâm cái độ lũ duyên ngày nhẽ được pháp hội. Thì đây chúng ta sẽ có cái năng duyên. Cái năng duyên là cũng là một trong bốn thập tử vô ký. Ví dụ như dục có ý muốn tế độ chúng sanh hữu duyên đó cũng có, hoặc là nỗ lực để mà đi tới cho đó cũng có, hoặc có trí quan sát lên những cái chúng sanh này có duyên lành đến pháp môn nào thì Đức Thế Tôn này thuyết giảng cho phù hợp cái pháp môn đó, đó là trí tưởng. Mà trong đó cũng cùng với cái tâm tưởng cũng có, cho nên một trong bốn pháp tưởng. Ok, sở duyên đây là ngưỡng biết đi. Ở trong sách tâm trưởng, sách tâm vũ ký, thì cái câu lập này đối với thời chúng ta sẽ có là thời bình nhật. Người đây chúng ta có gì nào? Người đúng quả. Độ tâm khỏi với sự lợi cõi như hai mai cõi vui ngủ quẩn. Nó trừ ra bốn cõi khổ, bốn cõi vô sắc và cõi vô tử. Độ tâm là độ đủ độ. Nhưng mà trường hợp của tôi là tế độ ngày bay giá thì rõ ràng nó có cái không có dục trưởng mà có là tâm trưởng, có trí trưởng. Một trong ba trưởng đó, có tâm trưởng, có trí trưởng hoặc là có tánh trưởng.
Lại bay giá vừa gặp tới, gặp ngài Đức Thế Tôn rồi, hoan hỷ. Thì Đức Thế Tôn làm cho cái nhà dùng trí là thấy cái tâm hỷ, cái pháp hỷ của bay giá dâng cao lên, không thể chứng đắc được, cho ngài từ chối ba lần. Thì lúc đó cái tâm hỷ nó xuống, cái lúc đó là trí trưởng. Ngài không có thái độ gì. Mà khi đó là cái Thế Tôn gặp ngài bay giá lên bằng lòng ngủ, không phải lưu ý, để thấy được ngài bay giá. Bây giờ câu này nói với Như Mặt Trợ, vô ký trợ vô ký có tổng cộng là bao nhiêu vô trợ? Không quét, không nhớ được mấy cái đó làm sao mà làm bài tập. Rồi vô ký, trợ vô vô ký, bằng đồng sinh trưởng, tổng quát bao nhiêu vô trợ này có học rồi mà. Gặp bài coi lại đi. Nếu chỉ nhớ lầm là 11 vô học trợ. Mấy vô học trợ? Mấy? Mời duy thì nó tổng quát hết thì nhân duy có nè, bốn duy căn bản có nè, quả duy có nè, khổ tương duy không có thôi, khổ tương duy không có thôi, tương duyên và cái tương duyên là cái bất tương duyên, nó được học có và được học không. Nhân duyên có nè, đạo duyên có nè, nguyện duyên có nè, nhân được duyên có nè. Ở đây chúng ta thấy là trong cái duyên này nó cái nhân năng là năng là danh, sở là sắc. Cho nên là đại ca chúng ta thấy là sẽ không có khổ tương duyên. Nó cũng không có tương duyên. Như vậy đó là 10 duyên hợp trợ. Thì chúng ta tính lên đó là năng. Năng là danh. Sở là sắc. Năng sở cùng sinh lên cho nên có năng sở cùng sinh lên. Nên có gì? Đồng sinh duyên, sở đưa vào sang danh, sở đưa vào danh và năng, nên có đồng sinh duyên. Năng sở cùng hiệu hữu, nên có đồng sinh hiệu hữu duyên và đồng sinh bất kỳ duyên. Năng là danh, năng có 20 tâm quả siêu thế nên có quả duyên. Năng là danh, sở
sở là sắc, nên có đồng sinh bất tương duyên. Đúng chưa? Phải không? Rồi. Năng có pháp nhân là hiếm, nên có thì nhân gì đạo gì đạo nghiệp gì, đúng không? Người đạo duyên chúng ta có thể liệt kê luôn là có tâm sở cần, những cái miền duyên chúng ta có thể liệt kê luôn có tâm sở cần. Cần là một trong pháp quyền, tính tấn niệm định tuệ mà ngũ quyền nè. Thì vậy chúng ta sẽ có là có trí nhân, có nhân duyên, có tâm sẽ cần để trí, cho nên có đạo duyên, có quyền duyên, có năng, có phân quả, như thế nên có danh vật duyên. Như vậy tổng quát 12 duyên, hiện nay chúng ta có 11 duyên, 10 duyên rồi, đúng không? Như vậy có 10 duyên hợp trợ và 2 duyên không hợp trợ. Nếu ta bỏ đủ cái 12 duyên, tổng quát 12 duyên hợp trợ, đúng không? Vì chúng ta loại trừ 2 duyên hợp trợ nên tức là gì? Tương ưng duyên và khổ tương duyên. Khi mà sở mà nó có sắc pháp thì chắc chắn không có khổ tương duyên được rồi, và chắc chắn cũng có là tương ưng duyên được rồi. Rồi tiếp theo chúng ta đi qua câu tới câu cuối. Rồi danh vô ký, trợ cho danh vô ký cộng với sắc. Cái phần này là tổng hợp của hai phần trên. Để đây chúng ta sẽ có năng duyên là gì? Hiện tại năng duyên đây là gì? Ba hoặc bốn hấp dẫn. Sở duyên thì chúng ta có là gì? 37 tâm vô ký cũng vậy, hay là động lực vô ký. Cũng vậy. Cộng ra 38 tâm sở. Cộng ra sắc tâm vô ký trừ phát trưởng
cộng cho sắc tâm vô ký còn thở. Câu lọc này chú ơi, chú nay có thể tách được sao là vị thánh là A-la-hán hay là vị thánh hòa hợp? An trú tâm không kỳ quả. Cái trường hợp đi vị thánh hữu học thôi, nhưng vị đó an trú tâm trong thiền quả thì trước đó nó có thể là dục tưởng, nhưng mà dục tưởng của thiện nha. Ví dụ vị thánh A-la-hán muốn không quên vị thánh hữu học muốn an trú tâm trong cái thiền quả thì em ơi. Ví dụ trường hợp một cái vị phàm nhân trước đó chúng ta được sơ định, rồi sau đó người nghe theo lời dạy của chúng tôi chuyển tay có quán chứa được quả dự lưu, thì vị thánh dự lưu này có thể an trú tâm tâm thiền quả. Mà thiền quả đây là gì? Sơ định sơ quả. Sơ định là sơ thiền đó. Yeah, sơ quả sơ thiền nha. Yeah. Thì cái vị thánh này muốn hưởng lại cái cảnh bàn, muốn hưởng lại cái bàn, và vì vậy đó tinh tấn cái an trú tâm trong đó, thì trước cái đoạn đó đó cái, nếu lộ ra ăn cái an trú trong tiền quả, có ai nhớ được tâm an trú trong tiền quả không? Nội tâm an trú trong quả là muốn động gần cái ai không? Thứ rồi thiền quả bất tự số là thiền quả của Phật. Thì tinh tấn để ai cứu thân trong thiền quả hoặc là muốn ăn cứu trong thiền quả thì trong giai đoạn này như là thiện dục hay là tấn một ngày thiện. Nhưng khi ở trong thiền quả này á, trong thiền quả này á, thì bây giờ cái pháp trưởng thuộc về thiện không còn nữa, bởi quá ba cái thay sẽ thay thế ba pháp trưởng của siêu thế trong này. Bởi vì đó những cái tâm mà an chỉ hay là tâm mà động lực kiên cố á, động lực kiên cố thì không bao giờ có một pháp trưởng hết, mà có thể là có ba pháp trưởng hoặc là bốn pháp trưởng cũng có mặt. Điều này sẽ lặp đi lặp lại mấy lần về trước rồi, có không hả? Thì khi mà cái gì đánh tụ hợp ai cứu thân tâm này á, thì trong cái công sinh thành quả này nó cũng được quả như thế, đúng không? Phải chưa? Thì trong này có ba hoặc bốn cái pháp trưởng nằm. Mà khi ai cứu tâm trong cái tâm thiền quả này có thân quy không? Có không? Không có thì thánh ngồi như thế nào? Ngồi cũng là thân quy tri, đúng không? Cho nên nó phù hợp cái là danh vô khí trợ cho danh vô khí và cắt được chưa? Ở đây chúng ta sẽ có thanh nguyên là 3 hay 4 pháp trưởng vô ký trong tâm thiền quả. Như thế rồi sở duyên hay là sắc tâm tâm quả các tâm quả siêu thế.
Ở đây bài 4 ngày pháp tưởng thư ký trong tâm hiệu quả. Như thế cụ thể đây là cụ thể đây là nó làm 15 tâm quả phù hợp. 15 tâm quả như thế là không thể lọt cho được tâm quả ai thấy được nha, không thể được nha. Bởi vì thánh hữu học chỉ có 15 tâm quả siêu thế phù hợp mà thôi. Phương pháp ba tương tự là vị thánh A La Hán an trú tâm trong tâm quả. Còn trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy rằng trước kia bốn cái sắc ma phụ thứ đó, nó cũng là danh vô ký được. Bởi bốn sắc ma cái phụ thứ để dẫn vô, dẫn nhập vô cái hiệu quả đó, thì bốn cái sắc ma phụ thứ đó phải là tâm duy tác. Bởi đây gì thế A La Hán mà, thì dục muốn ăn cứu tâm trong hiệu quả của gì thế A La Hán thì có thể dục tưởng cũng được, hay tinh tấn tấn tưởng cũng được, hay dùng trí quán sát để an trú tâm trong thiền quả cũng được, và trí trưởng cũng được. Nó khác với thánh hữu học là bốn cái sát na thuận thứ, hay vị thánh hữu học là dục trưởng cỏ thiện. Nhưng đối với thánh A La Hán thì bốn sát na thuận thứ này nó là dục cần hay là trí hay là tâm là của duy tác được. Ví dụ kỹ rồi, chúng ta thấy cái lộ nhập quả đó là họ nhập quả thì chúng ta sẽ có là gì? Đúng động này, chút chồng này, cây với mương này, cũng thứ là cũng thứ là cũng thứ là những thứ nó tới quả này. Thì đối với luận thánh mẫu bốn cái sát na phụ thứ này là đại thiện có thí, đúng không? Đại thiện có thí là dục cần một trí ở trong hay là tâm ở trong bốn đại thiện có thí này, nó là pháp thiện trưởng chứ không phải là pháp vô trí trưởng. Người đó gì đó là láng bốn cái tâm này phải là tâm duy tác hay là đại tố có trí. Đại tố có trí thì nó thuộc về vô kiến, đúng không? Nó hơi khác nữa chút. Đây chúng ta sẽ có năng nguyên là gì? Năng nguyên của câu này đối diện như thế này chúng ta sẽ có là 3, 2, 4 bất trưởng một ký. Sở duy tự thông là sắc không trưởng một ký, sắc không một ký một trưởng. Sao gọi thì chỉ có thân nguyện đi không thôi nha, không có cái nguyện đi. Tại vì vậy nha, ai cũng trong tiền quả là không có nói gì cả. Không có lần này có cách thức nữa là một ủng vô ký sắc trưởng trợ giúp cho bốn ủng còn lại hoàn toàn sinh hữu duyên. Một ủng vô ký tăng trưởng trợ giúp cho bố ẩn một ký còn lại sinh lên bằng lòng sinh lên. Như thế như chúng ta có dục trưởng
vô ký. Dục trở thuộc vô ký nó thuộc về gì? Dục trở vô ký thuộc về gì? Trong ngũ quẩn thì dục trở thuộc về cái gì? Dục trở vô ký thuộc về gì? Hành quẩn. Nha. Yeah. Nó thuộc về hành quẩn. Hành quẩn này nó trợ giúp cho thủ chúng ta lên được không? Được không? Ví dụ như dục trưởng ở trong tâm, ví dụ như dục trưởng một hành quẩn ở trong tâm gì đây? Tâm đại tố. Tâm đại tố là cũng được. Thì dục trở trong hành quẩn này thì nó trợ cho gì? Nó trợ cho thọ hưởng, được không? Thì vô ký nghĩa là tưởng hưởng vô ký, được không? Nó trợ cho thức hưởng vô ký, được không? Và sắc tâm vô ký, được không? Thì hành quẩn, tại vì chúng ta sẽ thấy là trong cái bây giờ lấy một cái tâm đại tố bất tương ký đây cũng được nha. Đây như tâm này chúng ta có tâm này đại tố điểm gì này. Cái tâm này bao nhiêu là đây tôi nhỏ cái này tôi gần đã, cái là tâm duy tác họ hỷ ly trí có bao nhiêu tâm xã hợp mấy ba mấy tổng quát thì có 30 37 trừ trí, đúng không? Nếu tổng quát á thì đại tố thì sẽ có là 38 tâm xã hợp, đúng không? Sẽ nói tổng quát nha, tí có từ trường hợp á, cái 5 cái tâm sở, 3 giới phần và 2 vô lượng phần, nếu có chỉ có một mà thôi, có đôi khi không có cái nào hết. Vì nếu không gặp cảnh thì chúng sẽ không sinh lên. Ba giới phần khi không gặp cảnh làm việc đúng thì chánh nghiệp sẽ không sinh lên, không làm việc không có nói đúng thì chánh ngữ sẽ không sinh lên, không có nuôi mạng đúng thì chánh mạng sẽ không sinh lên. B là tùy hỷ, nếu không gặp cảnh là chúng sanh thì cũng sẽ không sinh lên. Thì những cảnh nó không một lần tâm không thể bắt năm cảnh được, một lần tâm không thể bắt năm cảnh được, một lần tâm chỉ thể bắt được một cảnh mà thôi nha. Yeah. Thì nếu có chăng thì là chỉ trong cái ngoại trừ những tâm siêu thế, ngoại trừ tâm siêu thế nếu có chăng thì chỉ có một mà thôi, nhưng riêng tâm siêu thế thì cái ba giới phần luôn luôn có mặt thế thôi, nhưng mà không bao giờ tâm sư thế có bi tùy hỷ, không bao giờ, bởi tâm sư thế luôn bắt cảnh niết bàn, mà cảnh niết bàn không có chúng sanh, mà đã không có chúng sanh thì sẽ không có bi tùy hỷ dứt khoát rồi đó. Cho nên hãy tâm sư thế cái tổng quát thì chỉ có 36 phần cho họ từ bi tùy hỷ, sao không mạnh người ba đời ba hai lớp tình hảo là 38 đúng không, từ bi tùy hỷ còn 36 đúng không, tổng quát đúng không? Nếu mà tính từ tâm khác thì đây chúng ta sẽ có là gì? Nếu như chúng ta lấy một cái tâm đó thôi là tâm đại tố như thế và hỷ này, nếu họ xả thì mất thêm một cái pháp nữa đúng không? Thì đây chúng ta có là đại tố và hỷ
có 37 tâm sở học. Đúng vậy. Sao? À, đại đại tố không có giới phần, xin lỗi. Đại tố không có giới phần. Đại giới là thành rồi. Trừ ba cái nhà cần khóa cửa thôi, một trong ba khóa cửa thôi. Nên chỉ nói là 30 mấy, 34 là sao họ. Đúng không? Trừ giới phần với thủy. Thì đây chúng ta sẽ thấy là trong 34 tâm sở học nó có thọ hưởng không? Có thọ không? Có thọ không? Có tưởng không? Như vậy thì một uẩn kia hành uẩn đúng không? Trợ giúp cho thọ uẩn sinh lên được chưa? Hành uẩn trợ giúp thọ người tội tưởng uẩn sinh lên được chưa? Mà tâm phải có thể thì nó còn gì thức uẩn đúng không? Phải chưa? Cộng cho sắc tâm trưởng nữa. Nó phải là một quẩn. Một quẩn có trưởng vô ký để trợ giúp cho bốn quẩn còn lại sinh ra đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ có, hoặc là tâm đại tố ngũ nhân làm trưởng. Nếu tâm lại tố không như làm trưởng thì ở đây bây giờ ngũ quẩn thì nó còn về cái gì? Nó còn về nó quẩn đúng không? Nè thức quẩn vô ký đúng không? Nó đang làm trưởng một quẩn. Nếu tâm lại tố không như làm trưởng thì cái quẩn về thức quẩn này trợ giúp cho họ quẩn, tử quẩn sinh ra được không, hành quẩn sinh ra được không, ba danh quẩn sinh ra được rồi đúng không, nó trợ cho sắc tâm sinh ra được không, nghĩa là một phải là một quẩn tử vô ký trợ cho bốn quẩn còn lại sinh ra được không, phải chưa, hiểu chỗ này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ con này đối với thời Thời gì? Cõi cũng hai cõi ngủ với vui ngủ ẩn. Người, mấy người? Bố thánh tại sao muốn thánh quả, bởi vì những vị thánh tu học an trú tâm trong thiền quả được mà, không phải chỉ riêng bằng thánh a la hán thôi đâu, mà bằng thánh tu học có thể an trú tâm trong thiền quả được, cho nên là mình kể cho lộ tâm là lộ nhập thiền, lộ ý, lộ ngủ, bởi vì tám tâm đại tố có thể nằm trong lộ ý hoặc lộ ngủ đúng không, nhưng mà những tâm động lực kiên cố thì nằm trong lộ ý không mà thôi, không thể nằm trong lộ ngủ được. Nhưng sẽ có lộ ngủ vì tám đại tố có thể nằm trong lộ ngủ. Cái trường hợp như đúng con thế những vị đó nhìn thấy một cảnh trên đó như ví dụ cái nhạc quát chẳng hạn vậy,
nhìn thấy những cái khung cảnh xung quanh của mình, từ đó có những ví dụ để mà giải pháp cho chúng tôi đó. Ngài hỏi cái ngày nay các vị thầy cô đó là: này các thầy cô, đất ở trong móng tay Như Lai nhiều hay là đất ở núi Hy Mã Lạp Sơn nhiều? Thì rõ ràng lúc đó cái đất chúng tôi móng tay chúng tôi có, cho nên ngài đưa ra là ví dụ để là phải nằm trong đội ngũ không. Nhưng cái ý của chúng tôi là muốn tế độ những chúng sanh có tiềm năng đạo quả, đúng không? Thì lúc đó ngày cái pháp tưởng trong cái trường hợp này là gì? Dục tưởng, nhưng mà xuất hiện ở trong lộ lộ ý. Và trong cái đó cái dục tưởng này nó tạo ra sắc tâm tưởng. Sắc tâm tưởng này nó chính là ngữ biểu tri, ngữ biểu tri không phải tâm biểu tri nữa mà ngữ biểu tri, tại giảng pháp mà. Chuyên Phật đạo và không Phật đạo, ở đây chúng ta vừa trở tổng quát cái tổng quát của chúng ta đó, tổng quát thì có 12 vừa trở đúng không? Tổng quát trong cái trong tư tưởng chúng ta có 12 nhân vật trợ. Nhưng mà trong câu lập này thì người ta thấy là năng là danh, sở tuy nhiên là danh là sắc. Từ cái biểu thức này cho chúng ta dẫn ra trong câu lập này là danh pháp, mà sở dĩ là danh pháp là sắc pháp, cho nên sẽ không có là khẩu tu nghiêm. Bởi vì vừa danh vừa sắc, nếu mà chỉ danh không có thì có khẩu tu nghiêm, mà sắc không thì không có khẩu tu nghiêm. Nhưng đây vừa danh vừa sắc, thì bảo là có khẩu tu nghiêm thì bị ấp bẻ là trong đó có cái sắc tâm tưởng, sắc tâm tưởng đâu có hỗ trợ được cho cái năng duyên đâu. Cho nên là nó vậy, năng duyên chúng ta có dục trần tâm phẩm thuộc về danh pháp đúng không? Nhưng mà sở duyên nó có sắc tâm tưởng, mà sắc tâm tưởng không thể hỗ trợ cho danh pháp được, cho nên bảo rằng có hỗ tương duyên thì không được nghe, bị bắt bẻ, cho nên loại trừ loại thứ hai luôn. Thứ hai nữa là sở duyên chỉ là danh không thì sẽ có là tương duyên, nhưng mà nó còn dục sắc đúng không thì cũng bị bắt bẻ rồi nữa. Mà nếu sở duyên cái chuyện nó sắc không thì chúng ta có đồng xu bất tương duyên đúng không? Nhưng ở đây nó có gì danh nữa thì nó là không thể được, cho nên hôm nay chúng ta cũng loại trừ luôn là mình sẽ không có. Nếu không có là tương duyên và đồng sinh bất tương duyên. Nghe trong 12 duyên chúng ta thấy mất đi 3 duyên thì nó còn lại là 9 duyên hợp trợ và 3 duyên không hợp trợ. Nắm chưa? Ghi đi. Nghe trong câu đọc này có 9 duyên hợp trợ và có 3 duyên không hợp trợ. Coi đáp án đúng không? Đúng không? Cũng dễ vậy thôi, gì đâu khó đâu đúng không? Chỉ cần nhớ chi pháp